chạy chạy chú mùi ở lúc nẹ bóng bồn nở bề lập bật này. Chú bọc bật chú mùi nẹ đó tới nơi ở vấy để nẹ chóng ở kê bọc bật nâng nẹ. Amen. Ở lúc nẹ bóng bồn chú tí xử lạnh. Bởi dương bình đất mơ lòng bì bệnh bình tút bọn tiền học sập bồn mùi cảnh. Vì lúc các bác hốt đó vì bồn nặng. Dương khơi nẹ đè sở xê bệnh bình tí miền chiêng xe sập nẹ. Rồi dễ bê lấy ca sở xê bệnh bình tí cứ mùi bọn và mùi rồi cho nặng. Bạn chọc. Dương riêng thân nặng sẽ còn bởi chế lây bình đất bồn mùi cho năm, bồn bay cho năm. Và riêng bê bà hai chết bồn bay tỏa đọc cho năm. Bạn đây cũng bí rồi bỏ bệnh. Trong nay bê là mùi bọn và mùi rồi cho năm. Còn ông ca sẽ xê bê của bí để bóng bốn căn nó đọc đáy nộ. Hai bàn mà đọc dưỡng nó thằng này. Hai nẹ đã sở xê nó miên chùm luôn xe sập nẹ chiếc. Chôn chết khó khăn ní. Phía xa khó khăn ní. À tại cho đất khó khăn ní. Bê về lia khó khăn ní. Trong nét đăng khó khăn ní. Bạn đây nẹ tiếng nó. Bạn sở xê bê bần tu bọn ổ chả. Để sử dụng tâm bệnh bệnh tu được bỏ bệnh tiếng ngọt. Phải chứ bọn bố nông quý khăn bệnh tục này. Nhưng ưu tiêu hóa thầy dân sử dụng riêng khuôn đó mình bạp bệnh thiên bọt. Phải chứ dân chạy như rương khó khăn nè. Bạn này cũng bị xe sập nẹ chiên. Ruốc nông bê bệnh lia khó khăn nè. Bạn đây sử dụng tâm mùi. Khăn nông rồi dựa bê mùi bọn và mùi rồi chân nằm. Nhi chứ bệnh bệnh tu được bỏ phong bọn. Bạn ta miền rương mùi. Đại dương an bệnh bệnh tu bọn hơi miên lệ khẩn nặng chung lại. Nhưng đăng tha nét đại sở xê tiếng nô. Miên tiếng ho ra nấu kìa sở nhà cha. Bà bùm ra bọn xê xê đổi mô xê chế đám. Hay còn nấu khăn ông kìa sở nhà thông mây dương khơi miên sở vệ được bọn phong bọn. Đập bí nê có đôi chia nét đợt tay tiết đại sở xê nó không bắt cục bí nô. Bế đại mô nô sở xê bệnh cục bí. Chia diêm đạn. Ca bình chôn, ca nỉ dây, muối đè miên khăn nát. Đại dương trọng sắp anh chôn hai bí bạc, cần là anh khăn. Có vấn đề, xâm rắp công phí đầm nâng lo tầng buồn. Đại miên bệnh công phí mà thai, mà có, lưu ca nâng bật công phí vô hẳn. Đại dương khơi nâng bật công phí tầng buồn nộ. Nẹ đại tay tay nỉ dây, bàn tràn trên kế, bỏng riêng tràn trên kế. Nô cư bệnh sư, amen. Bệnh sư cư chì bệnh. Chia mà cha này bệnh của bì. Chia mà cha này bệnh bần tu rồi bọc hòng bọn. Hai bệnh Yêu Sư chia nẹ bằng cao đã vây vây tặng ọ. Hai bệnh bần tu đại bộ hò ra sử xê. Bộ nẹ đắc nôm sử xê. Sử vẹ sử xê. Rồi còn nẹ nát sử xê không chùm nóng xe sập nẹ nế. Có sử xê chanh bì bọn này. Vẫn tay nó bê đại bọn giêng một tuần. Rồi biếp đại bọn đi dì. Bông riêng. Cứ miên lệ khẩn nạ xăm mạnh bọn phật. Xăm mạnh bóng phật. Ở vây đây bóng bóng riêng. Bạn đây nó bê đây bóng tu bóng bóng riêng xăm mạnh. Nì dưới xăm mạnh. Bạn đây bóng tu nó bóng bánh đôi ông nai nâng bệnh chế xa. Amen. Đây ba bóng luôn chất dưỡng. Bị ba. Nó bê đây dương xa đập. Để dương trâu kè bè. Để dương trâu thua tạm. Bạn đây bóng tu trung tay miên bóng tu xăm mạnh. Xăm mạnh bổng phật. Tôi cần một nốt tiếng ổ. Đôi chí chúm nông chương ảnh thịt bài nó thằng ngày đi. Chô bập rớt chư mùi nẹ đợt tay. Nơi ọc vây đầy dương. Trong ôi kê bập rớt nông dương. Ở lúc nẹ bóng bôn chỉ tìm lạnh. Dương trong ôi một nốt. Thôi ở vây vây một căn dương lộ. Mình đấy. Dương thơ rô thằng ngày dương trong ban. Một mình. Trong ban ôi kê giả xa. Trong ban ôi kê chô chất. Trong ban ôi kê cơ rốc. Trong bàn ôi kê xa lanh. Trong bàn ôi kê rộp an. Gòm trô. Nên đấy. Nên chỉ ở vầy đầy dương thôi. Ở vầy đầy dương trong bàn. Cái trong bàn bẹp này mình khó thế. Dương trong ôi kê xa dương có mình khổ. Dương trong ôi kê xa lanh dương có mình khổ. Sao tới rương đất trời. Cái nhóm có trong ôi kê xa lanh xuống đây. Amen. Bọn bôn trong ôi kê xa lanh luôn đấy. Trong ôi kê rộp an luôn dương ấy. Trong ôi kê cơ rộp ấy. Chẳng, chẳng bán chìa bình xúc rạp vì thế. Đâm bây tổ tuôn bán cá tiếng nộp nó không chỉ vật được bởi. Nghe xuôn đâm bây ở bán tổ tuôn sẽ đầy tiếng nộp.
្រីស៊ូប្រាប់យើងមិនបាច់ប្រឹងរៀនសកលវិទ្យាល័យទេមិនបាច់ប្រឹងរស់ស៊ីទេមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ចង់បានការស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃចង់បានការជួយចិត្តពីអ្នកដទៃការរាប់អានពីអ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលប្រព្រឹត្តសេចក្តីទាំងនោះទៅកាន់គេអេមែនបានជានៅក្នុងបាត់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយការអ្វីទី1ការអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនចូលឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានបើកនៅក្នុងបាត់គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ1ដល់ខ5ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ1ដល់ខ5ការអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួនចូលប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរម៉ាថាយជំពូក7ខ1ដល់ខ5កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឡើយដើម្បីមិនឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញត្បិតអ្នករាល់គ្នាថ្កល់ទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងថ្កល់ទោសអ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរហើយគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់ដែលអ្នករាល់គ្នាវល់ឲ្យគេផងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលឃើញកំតិចដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកតែមិនឃើញធ្នឹមដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្លួនសោះដូច្នេះឬធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថាចូលឲ្យអញយកកំតិចពីភ្នែកឯងចេញតែមើលមានធ្នឹមនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញអ្នកមានពុតអើយចូលយកធ្នឹមពីភ្នែករបស់ខ្លួនអ្នកចេញជាមុនសិននោះទើបនឹងបានឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំតិចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរអេមែនយើងឃើញនៅគ្រានេះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនសេចក្តីនេះទៅកាន់មនុស្សហ្វូងមនុស្សដែលនៅពេលនោះព្រោះយើងដឹងហើយថាពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើផែនដីនេះបណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលគេទៅប្តឹងព្រះយេស៊ូវគេប្តឹងថាអូអ្នកនេះអាក្រក់អ្នកនេះចេះអ្នកនោះចោះរឿងរ៉ាវសពបែបយ៉ាងទៅពេលនោះព្រះអង្គជាព្រះដែលឆ្លាតព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលប្តឹងផ្ដាល់នោះថាបើយើងមិនថ្កល់ទោសគេបើយើងមិនជេរប្រមាថគេបើយើងមិនមើលងាយគេគេក៏មិនមើលងាយយើងដែរគេក៏មិនជេរយើងដែរអីមែនខ្ញុំនិយាយរឿងមួយនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ជឿព្រះអង្គខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងបងតូចបងធំហើយក្នុងប្រវត្តិដែលខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំមិនដែលមានរឿងជាមួយអ្នកណាទេហើយមានអ្នកខ្លះដើរគេវាយរហូតហើយមកប្តឹងឯងថាអានោះវាយយ៉ាងនេះចេះចោះបងប្អូនដឹងឯងមូលហេតុឯងបានគេចង់វាយពួកវាឌឺងាត់អត់ប្រយោជន៍ទេមុតឯងដល់វត្តទៅគេដាក់ផាំងឯងតើប្តឹងនោះគេវាយខ្ញុំគេធ្វើបាបខ្ញុំមកពីមាត់របស់យើងបាទរឿងតដើមមួយអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំដើរហើយស្រុកកលាញ់ខាងអរិញត្បៀងថ្មអរិញមានរឿងឯងរហូតដល់ខ្ញុំទៅនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំកលែងសម្បន់សបុកចោលសបុកបញ្ហាទៀតគាត់នៅក្បែរខ្លួនបាត់កង់តែយត់តែមានរឿងមួយនេះណាហើយកន្លែងដែលខ្ញុំរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរមានផ្ទះមួយដែលគេទុកឲ្យពួកខ្មែរដែលមកពីអាមេរិកថាពួកអស់សាច់ហ៎ដែលគេដេញមកពីអាមេរិកនៅពួកនោះសាក់សាហាវសាហាវតែយត់តែខ្លាចយត់តែមានទៅអឡូនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អ្វីអ្វីទាំងអស់គឺកើតចេញអំពីខ្លួនយើងបានជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសាមញ្ញថាបើយើងឈប់ឲ្យគេជេរយើងតើយើងឈប់ជេរគេអេមែនឈប់រស់រឿងគេតើគេឈប់រស់រឿងយើងហើយយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ឬអត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានជានៅក្នុងបទគម្ពីររំលឹកយើងថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាថ្កល់ទោសគេយ៉ាងណានោះគេក៏នឹងថ្កល់ទោសអ្នកយ៉ាងនោះដែរសូម្បីតែលោកីក៏គេជឿដូច្នោះដែរយើងធ្វើអ្វីសាងអ្វីយើងនឹងទទួលបាននោះអេមែនចោះទម្រាំយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គដែលយើងកោតខ្លាចព្រះតើយើងមិនធ្វើទេឬអី
នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែធ្វើដោយយល់នឹងការកោតខ្លាចដល់ព្រះចឹងបានជានៅក្នុងបាត់គម្ពីរបានរំលឹកយើងថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាថ្កល់ទោសគេជាយ៉ាងណានោះគេនឹងថ្កល់ទោសអ្នកយ៉ាងនោះវិញហើយគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ដែលយើងវល់ឲ្យគេហើយនៅខ3ខ4ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានយើងមើលឃើញកំទេចភ្នែកកំទេចដែលនៅក្នុងភ្នែករបស់គេចុះភ្នែករបស់យើងតែយើងមើលឃើញទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជីវិតដែលល្អបំផុតរឿងដែលល្អបំផុតចាប់ផ្ដើមពីនិតអំពីខ្លួនយើងមានមនុស្សខ្លះគេហៅថាភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាលេងសើចចេះលេងសើចជាមួយគេដល់ពេលគេលេងវិញខឹងនោះមិនហៅអ្នកលេងទេអាពាក្យខ្មែរថាលេងកុំខឹងបើខឹងកុំលេងបើយើងលេងគេគេក៏លេងយើងអញ្ចឹងបើជ្រុលថាយើងខ្លាចយើងខឹងគេកុំលេងបើយើងប្រកាន់កុំលេងតែបើយើងដាក់ចិត្តមិនប្រកាន់ដោយពួកអ្នកកំ pleng កំ pleng ទោះវ័យបណ្ណាក៏ដោយក៏គេហៅអាដែរអីមែនស្ួយពួកកំ pleng ដែលតាំងចិត្តថាលេងផងដល់ទៅពេលខ្លះខឹងដែរតែបើយើងអ្នកលេងកំ pleng យើងកុំខឹងតែធ្វើម៉េចអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើលេងកុំខឹងបើខឹងកុំលេងស្រួលទេបាទហើយយើងលេងមួយគេបានតែគេលេងមួយយើងអត់បានតែយើងយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើយើងចង់យកកំទេចពីភ្នែកគេកំហុសគេចង់កែគេយើងក៏ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេកែយើងដែររៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសាមញ្ញទៅដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែលគេមកប្តឹងប្តល់ព្រះអង្គអ៊ីស្រាអែលគឺកំពូលមនុស្សដែលជំនុំជម្រះគេកំពូលមនុស្សដែលមើលឃើញពីកំហុសរបស់គេតែអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមើលឃើញពីកំហុសខ្លួនឯងនោះទេពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីស្ទានយើងមើលឃើញកំហុសអ្នកដទៃច្រើនជាងកំហុសខ្លួនឯងយើងភ្លេចមើលអំពីកំហុសខ្លួនឯងយើងភ្លេចកែប្រែជីវិតខ្លួនឯងតែយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរំលឹកយើងបើយើងចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តនឹងយើងពីរឿងអ្វីមួយជួយយើងធ្វើដូច្នោះយើងចង់ឲ្យគេញញឹមដាក់យើងទេបងប្អូនម៉ាក់អ្នកចង់ឲ្យគេញញឹមដាក់យើងយើងញញឹមដាក់គេទៅសាមញ្ញទេសាមញ្ញបានជាខ្ញុំរៀនមេរៀនមួយខ្ញុំរៀនញញឹមមិនមែនខ្ញុំចេះញញឹមទេនៅដល់ពេលថ្នាក់រៀនមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនសាលាកពីជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគង់គេងលក់ហើយនៅតែញញឹមទៀតខ្ញុំវាជាប់អាញញឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនញញឹមអាគេងលក់ហើយញញឹមខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគេងមើលមិនខ្ចីគាត់ថាគេងហើយនៅតែញញឹមមិនញញឹមបាទមានតែញញឹមឌឺហើយញញឹមដល់ចេញពីចិត្តអីមែនយើងចង់ឲ្យគេសុខសុខទុកយើងខ្វល់ខ្វាយពីយើងសរសើរយើងតែយើងធ្វើដូចម្ដេចសរសើរគេទៅពេលជួបគ្នាយើងដឹងហើយនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងឯងធាត់ម៉េះស្គមម៉េះម៉ែឡើយភ្នែកស្លក់ឥឡូវអស់សក់អលីងពេលយើងអត់មានពាក្យណាល្អនិយាយពាក្យល្អមកកណោសឺសុខទុកគ្នាទៅនេះហើយជាអេរយាប័តមិនល្អយើងទៅសើគេទៅនិយាយពាក្យពិរោះពិរោះមួយគេក៏និយាយពាក្យពិរោះពិរោះមួយយើងដែរដូចអ្នកចម្រៀងកាលណាច្រៀងពិរោះគេក៏ចង់ស្ដាប់ដែរហើយច្រៀងមិនពិរោះឲ្យគេស្ដាប់ដែរគេចង់ស្ដាប់ដែរដូចជាខ្ញុំច្រៀងបងប្អូនមិនបាច់ស្ដាប់ទេពួកខ្ញុំច្រៀងមិនពិរោះតែគេច្រៀងពិរោះស្ដាប់គេទៅអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេស្ដាប់បទចម្រៀងយើងធ្វើម៉េចតើយើងច្រៀងពិរោះអីមែនចង់ឲ្យគេសរសើរយើងយើងសរសើរគេអ្វីដែលយើងចង់បានស្រេចលើយើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅទីនេះស្រេចលើអ្នករាល់គ្នាចង់បានចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គេចង់ឲ្យគេឈប់ប្រព្រឹត្តការអាក្រក់នឹងយើងយើងត្រូវឈប់ដែរចង់ឲ្យគេជួយយើងយើងត្រូវជួយគេជាមេរៀនដ៏សាមញ្ញនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះយើងចេះឆ្ងល់គេអត់សុខសុខទុក្ខខ្ញុំគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគេអត់ចូលចិត្តខ្ញុំគេប្លែកពីខ្ញុំមកពីយើងវាប្លែកដែរមកពីយើងមិនចូលចិត្តគេមកពីយើងមិនរាប់អានគេពេលយើងមានបញ្ហាគេអត់ជួយយើងមកពីយើងអត់ដែរជួយគេ
chừng vì anh miền ấy tiệt khnì à chừng dương trâu thuper away away để dương trong bán đâu tàu chủng buôn nè đợt tây nô kê nằng thưa một căn chứ chia mê riêng là xăm manh để prisu bong riêng dương nông điêm dương chỉ nè chưa bỏ ong ruo nông sùng cung đi ca chỉnh châm côn có đôi khi đây ca na bong bôn mơ thai côn dương bán lỏ côn cô vi hỏi phò ở dương lỏ đây ở bốc mà đây khla mình ban tổ tu ca của rock bị côn có đôi prua ca chỉnh châm mình bán lỏ men dương chia men tại dương gì bị bụng đại dương tiết dương ca chỉ bụng đại kì có đôi khi đây châm côn dương lỏ trong ban phò bị côn trong ôi côn đâu có bài trong ôi côn sơn lành bỏ côn thưỡi mới khó trâu côn bỏ vậy bê đầy côn đâu có mến vì nó chung chèn nâu ấy bắt đầu bê đầy côn nó bị thông lăng vì riêng cả vì ớt miền nó sao đi na chung mùi bộng đáy chân côn nó còn tâu chân ai đời có miền ca nực cần nó này tại bà sân chìa bộng đáy miền ca lo chung mùi côn miền ca chật tục đạ miền ca khoa khoai bê côn thông lăng cổ viên miền ca nước trăm bị sức đầy tiếng đồ đấy đôi chân này bong bố mình bạch bỏ rõm thảo ô côn cho mà mùi này việc đăng côn rửa ọt bạch đi bong bố thua ca lo khóc rôn chung mùi côn chứ viên nâng nức trăm bì dương hay amen bạch phây đi khám ai dương kết thán tòa miên côn rửa chân ọt mùi bàn mùi cho bởi dương miên mùi của bàn bì của bàn bồn bàn của bàn dương thua lo tầng ọt tớ vì bàn tầng ọt amen nè khá thà côn pro sau đăng côn mai áo côn srei côn na của bạn đây pro của bạn srei của bạn bằng riêng lọ viên đang đăng côn một căn chứ này amen còn ở dương miền tua sơn nạp bên trái thập pro lọ srei lọ amen thế côn na của bạn đây đôi chân này ở vây đây dương trong ban ở nét đầu tây và bật đăng chứng Chúa Giêsu miền bên tu sa mạnh là thằng anh đấy ở dương và bật sạch đây thiên đồ tôi căn kỳ amen chấm nói tí bị rung wall đại dương trong ao nè đặt tay wall nâng khuôn chùa ao dương wall nâng kê giang đôi chân nó đầy nó không bắt bẻ cùng pi Luca chung phúc bầm mũi kho sam sập bầm pel đỏ kho sai sập răm Luca chung phúc bầm mũi kho sam bầm pel đỏ kho sai sập răm cầm oi thọ tô kê ở sau đầm bay cầm oi kê thọ tô nẹo vịnh cầm oi nên tia kê lái đầm bay cầm oi kê nên tia nẹo vịnh đài chỗ lực lên oi kê nô kê đừng lực lên oi nẹo vịnh chỗ oi tàu kê nô kê đừng oi mụng nẹo đài kê đừng vô oi nẹo giang lo tiếng nhọt tiếng rủ liệt hải đạ oi hi đừng dốt mốc bằng bình chật nẹo phóng bất kê đừng vô oi nẹo tam đừng vô na để nẹo rồi khi vô oi kê trung có miên bệnh bệnh tu bệnh bệnh thiệp tàu kê thả ta mà nụ khoa ai nhận đất mà nụ khoa bàn được tế ta mình thật lệ tàu khôn hồn đào tiếng bệnh nhạc tê rưỡi sơ mình mên lơ chương cừu tê ta nẹ nạ đại cừu lệ nụ nâng bàn đôi chương cừu đại hết ở vây bàn chỉ mơ ngựa khơi cùng tạch để nâu khôn hồn nếch bóng phố nẹ ta mình khơi thân nâm để nâu khôn hồn nếch nẹ khôn nẹ vinh sọ thuơ đôi mà đánh ôi nẹ đại mơ khơi thân nâm nếch khôn thuơ đôi mà đánh ôi nẹ đại mơ thân âm khôn nông khôn mình khơi ai nhìn dây tàu căn bóng bồn thả bóng bồn ai nhìn dây tàu bóng bồn thả bồn ơi ôi anh vô cùng tích bị phân anh chênh được chứ này ôi niệm miên bột ơi chô vô thân âm bị phân ếch nhẹ chênh chứa môn sân nụ tớp nâng bán khôn chứa ba ai nâng vô cùng tích chênh bị phân ếch bồn nhẹ bán đại bất khí miên đâm chơ na lộ đại miên phòl phai ạc rõ thị có khí miên đâm chơ na ạc rõ đại miên phòl phai lộ đại vì bước kê sqal đâm chơ ni mùi đòi xa tại phai tì kê mình đại bách phai lộ bia bị cung bần lá rư phai tùm biang bài chú bì ảnh chán lời em mà nu lộ kê có dốt sẽ đây lộ bì cung nọc để góp tục nông chật kê hơi mà nu ạc rõ có dốt sẽ đây ạc rõ chanh bì cung nọc ạc rõ nó có nông khuôn đại nó có nông chật khuôn đại tức bất mọt kê bôl bần chanh sẽ đây bò rì bố để nấu có nông chật chiến định ở lúc này bóng bốn chú tí xả lạnh rung vôl đại dương trong ôi này đợt tay vôl một cảnh chứng dương trâu vôl rung vôl nó tôi cảnh kì bệnh bần tu rung lực chí vật này bệnh bần tu này một cảnh chí vật ở lúc này bóng bốn
ពាក្យខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំថ្វាយអំពើបាបការអាក្រក់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទៅកាន់ព្រះបានជាខ្ញុំប្ដូរពីពាក្យស៊ីមួយញ៉ាំមិនមែនផ្ទះខ្ញុំអ្នកមានទេខ្ញុំក៏អ្នកក្រដែរពាក្យញ៉ាំមិនមែនទាល់តែផ្ទះអ្នកមានទេ
ផ្ទះអ្នកដែលក្រក៏ញ៉ាំបានដែរឲ្យតែចិត្តយើងចង់និយាយថាញ៉ាំឥឡូវបងប្អូនសាក់និយាយពាក្យញ៉ាំបានអត់ឬសាក់និយាយគ្នាបាទបានមិនមិនបានណាសំខាន់ចិត្តយើងចង់និយាយអត់អីមែនណាមកពីចិត្តយើងទ្រលប់ហើយវាពោពេញដោយកំណប់ដែលអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតយើងមិនព្រមកែវាយើងកែបានតាហើយបើយើងចង់កែតអាក្រក់ក៏បានដកព្រីស៊ូចេញមកអាក្រក់ភ្លាមឥឡូវលើលោកីនេះបងប្អូនមានជំរើសក្នុងការជឿឬជឿឬអនុញ្ញាតឲ្យព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតឬជឿឬតាមស្តង់ដារលោកីនេះបងប្អូនមានសិទ្ធិជឿសុំព្រះដូច្នេះបានជាបាត់កូពីបើយើងមានរបស់ល្អដែលលាក់ក្នុងចិត្តយើងយករបស់ល្អពីចិត្តនោះមកយើងហៅឈ្មោះគេក៏ព្រោះយើងហៅអ្នកណាក៏ព្រោះដែរពេលខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំមិនដែរហៅនរណាម្នាក់អាទេទោះគេប្អូនក៏ដោយទោះគេបងក៏ដោយទោះគេស្មើក៏ដោយបង្ហាញពីការគោរពបង្ហាញពីការឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃគេក៏ឲ្យតម្លៃយើងដែរគេក៏គោរពយើងដែរអីមែនគេក៏គោរពដែរហើយបើយើងបើហើយមនុស្សអាក្រក់គេក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនដែរមុតគេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរដែលនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចអីមែនមាត់យើងនិយាយពីចិត្តយើងនោះឯងមែនមាត់ចេះតែនិយាយឯងខ្លះថាសុំទោសមាត់ខ្ញុំចេះតែនិយាយអញ្ចឹងចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងមែនទេចិត្តយើងវាអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាត្បិតមាត់គេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអីមែនចិត្តគេយ៉ាងម៉េចគេនិយាយអញ្ចឹងហើយមនុស្សគេស្គាល់បានដោយសារពាក្យសម្ដីនោះឯងគេស្គាល់ចិត្តមនុស្សបានដោយសារអ្វីសារពាក្យសម្ដីហើយពាក្យសម្ដីចាញ់ពីណាចាញ់ខ្ញុំពីចិត្តអេមែនបានជាបទគម្ពីរជាច្រើនប្រាប់រំលឹកយើងអំពីការប្រើពាក្យសម្ដីនៅក្នុងបទគម្ពីររំលឹកបងប្អូនសូមឲ្យព្រះដកយកសេចក្តីអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនិយាយសេចក្តីល្អបានការសុភាពទន់ភ្លន់ការរាក់ទាក់ការចៅរៅពាក្យស្លូតបូតពាក្យពីរោះពីសាចេញអំពីចិត្តរបស់យើងអ្វីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីសុខក៏នៅក្នុងចិត្តយើងនោះដែរបើយើងជាមនុស្សសន្តិ